Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet đã tham dự lễ động thổ dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet, Lào. Thông tin về công trình, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết, khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet là nơi lưu giữ giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt sông Mekong đến khảo sát tình hình chính trị, kinh tế, xã hội để phục vụ hoạt động cách mạng giải phóng nhân dân hai nước Việt Nam và Lào năm 1929. Công trình là biểu tượng cho tình cảm yêu mến, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng lớn của cả hai dân tộc Việt Nam và Lào. Công trình gồm các hạng mục bia tưởng niệm Bác Hồ, xây mới bức phù điêu phía sau bia tưởng niệm Bác Hồ, xây mới nhà trưng bày, khu làm việc và vệ sinh chung, khuôn viên và hệ thống chiếu sáng của khu di tích. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng tỉnh Savannakhet và Cục Bảo tàng Cai Xỏn Vân Vi Hãn. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Dự án với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng, lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân thành phố, của những người yêu mến và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, của những người đã, đang và sẽ góp phần xây dựng vun đắp tình nghĩa anh em chí cốt, tình bạn chân thành, tình đồng chí thủy chung son sắt và tình đoàn kết mẫu mực trong sáng như lời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit đã nói với hai nước Việt Nam và Lào nói chung, đối với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet nói riêng. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như tỉnh Savannakhet trong thời kỳ đấu tranh cứu nước của dân tộc, nhằm ghi nhớ công ơn và tỏ lòng thành kính biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả trí tuệ, sức lực và nỗ lực không biết mệt mỏi trong sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, nâng cấp khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi công trình này hoàn thành, sẽ là địa điểm du lịch lịch sử quan trọng của hai nước Lào Việt. Nơi đây sẽ là nơi thăm viếng, thể hiện sự kính trọng và cũng là nơi học tập phong cách, đạo đức cách mạng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 4 màn hình chạm cảm ứng cùng kỹ thuật và công nghệ để giúp tỉnh Savannakhet ứng dụng công nghệ trong việc tuyên truyền, cổ động, phục vụ tốt hơn cho người dân tỉnh Savannakhet. Ngay sau lễ động thổ dự án, các đại biểu đã tham quan triển lãm hình ảnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet tại khu vực đối diện khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.